307. 4. Tu tập thiền định. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các thiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ sự tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Ở đây, này các hiền giả, có vị tỷ kheo, ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, vân vân Thiền thứ hai, vân vân Thiền thứ ba, vân vân Chứng và trú thiền thứ tư. Này các hiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại này các hiền giả thế nào là sự tu tập thiền định nhờ tu tập nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến này các hiền giả ở đây vị tỷ kheo tác ý quang minh tưởng an trú tưởng ban ngày ban ngày thế nào ban đêm như vậy ban đêm thế nào ban ngày như vậy và như vậy với tâm mở rộng không có đóng kín tạo ra một tâm có hào quang này các hiền giả như vậy là tu tập thiền định nhờ tu tập nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến này các hiền giả thế nào là sự tu tập thiền định nhờ tu tập nhờ hành trì nhiều lần hướng đến chánh niệm tỉnh giác này các hiền giả ở đây vị tỷ kheo biết được thọ khởi biết được thọ trú biết được thọ diệt biết được tưởng khởi biết được tưởng trú biết được tưởng diệt biết được tầm khởi biết được tầm trú biết được tầm diệt này các hiền giả như vậy là sự tu tập thiền định nhờ tu tập nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chánh niệm tỉnh giác này các hiền giả thế nào là sự tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Này các hiện giả, ở đây, vị tỷ kheo an trú, quán tánh sanh diệt trên năm thủ uẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, vân vân. Đây là thọ, vân vân. Đây là tưởng, vân vân. Đây là hành, vân vân. Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Này các tỷ kheo, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. 308. Bốn vô lượng tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú, biến mãn với tâm, câu hữu với từ, rộng lớn, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vân vân Với tâm, câu hữu với bi, vân vân Với tâm, câu hữu với hỷ, vân vân, với tâm câu hữu với xã, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xã, rộng lớn, quảng đại, vô biên, không hận, không sân bốn vô sắc này các hiền giả ở đây vị tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng diệt trừ mọi chứng ngại tưởng không tác ý đối với dị tưởng vị tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên chứng và trú không vô biên xứ vượt lên mọi không vô biên xứ nghĩ rằng thức là vô biên chứng và trú thức vô biên xứ vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bốn y chỉ Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sau khi suy nghĩ, thọ dụng. Sau khi suy nghĩ, nhẫn thọ. Sau khi suy nghĩ, viễn ly sau khi suy nghĩ, khiển trừ. 309 Bốn thánh chủng Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, không cố gắng tìm cầu y một cách không xứng đáng, không có áo não nếu không được y, nhưng khi được y, Vị này không nhiễm trước, không say mê, không có phạm tội. Vị này dùng y thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, vị ấy không khen mình chê người. Ở đây, vị này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Này các hiền giả, vị Tỷ-kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chủng theo truyền thống quá khứ sơ khai. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, không cố gắng tìm cầu món ăn khất thực một cách không xứng đáng, không có áo não nếu không được món ăn khất thực. Nhưng khi được món ăn khất thực, vị này không nhiễm trước, không say mê, không có phạm tội. Vị này dùng các món ăn khất thực, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, vị này không khen mình, chê người. Ở đây, vị này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Này các hiền giả, vị Tỷ-kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chủng theo truyền thống quá khứ sơ khai này các hiền giả lại nữa vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào tán thán sự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào không cố gắng tìm cầu phòng xá một cách không xứng đáng không có áo não nếu không được trú xứ nhưng khi được phòng xá vị này không nhiễm trước không say mê không có phạm tội vị này dùng các phòng xá thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát vì tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào vị này không khen mình chê người ở đây vị này khéo léo tinh cần tỉnh giác chánh niệm này các hiền giả vị tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chủng theo truyền thống quá khứ sơ khai này các hiền giả lại nữa vị tỷ kheo ưa thích đoạn trừ hoan hỷ đoạn trừ ưa thích tu tập hoan hỷ tu tập nhờ ưa thích đoạn trừ hoan hỷ đoạn trừ ưa thích tu tập hoan hỷ tu tập nên không khen mình chê người ở đây vị tỷ kheo này khéo léo tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Này các hiền giả, vị ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chủng theo truyền thống quá khứ sơ khai. 310 Bốn tinh cần Chế ngự tinh cần, đoạn trừ tinh cần, tu tập tinh cần, hộ trì tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là chế ngự tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căng không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Vị tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căng, thực hành sự chế ngự nhãn căng. Khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân khi lưỡi nếm vị vân vân khi thần cảm xúc vân vân khi ý nhận thức các pháp vì ấy không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái ưu ừ bi các ác bất thiện pháp khởi lên vị tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì ý căn thực hành sự chế ngự ý căn này các hiền giả, như vậy gọi là chế ngự tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là đoạn trừ tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo không nhẫn chịu dục tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu. Với sân tầm đã khởi lên, vân vân với hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiền hữu. Này các hiền giả, như vậy gọi là đoạn trừ tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là tu tập tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tu tập niệm giác chi. Pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ, tu tập trạch pháp giác chi, vân vân tu tập tinh tấn giác chi, vân vân, tu tập hỷ giác chi, vân vân, tu tập khinh an giác chi, vân vân, tu tập định giác chi, vân vân, tu tập xả giác chi. Pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ. Này các hiền giả, như vậy gọi là tu tập tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là hộ trì tinh cần. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo hộ trì định tướng tốt đẹp đã khởi lên, cốt tưởng, trùng hám tưởng, thành ứ tưởng, đoạn hoại tưởng, trương bành tưởng. Này các hiền giả, như vậy gọi là hộ trì tinh cần. Bốn trí gồm pháp trí, tùng thuận trí, tha tâm trí, và thế tục trí. Lại có bốn trí khác gồm khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. 311 Bốn dự lưu khướng chi gồm thiện nhân thân cận, diệu pháp tính thọ, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Bốn dự lưu quả chi Ở đây, thánh đệ tử thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với phật đây là thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn vị này thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với pháp pháp được thế tôn khéo léo thuyết giảng pháp ấy là thiết thực hiện tại vượt ngoài thời gian đến để mà thấy có hiệu năng hướng thượng chỉ người có trí mới tự mình giác hiểu vì ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với chúng tăng chúng tăng đệ tử của thế tôn là bậc diệu hạnh chúng tăng đệ tử của thế tôn là bậc trực hạnh chúng tăng đệ tử của thế tôn là bậc như lý hạnh chúng tăng đệ tử của thế tôn là bậc chánh hạnh tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử của thế tôn này đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay là phước điền vô thượng ở đời. Và vì ấy, thành tựu giới đức được các bậc thánh ái mộ, không bị hư hoại, không bị đứt, không bị tì vết, được thực hành liên tục, không bị khiếm khuyết, khiến con người trong sạch được bậc thánh tán thán không bị nhiễm ô hướng đến thiền định bốn sa môn quả gồm dự lưu quả nhất lai quả bất lai quả a à la hán quả bốn giới gồm địa giới thủy giới hỏa giới phong giới bốn thực gồm đoàn thực thô hay tế xúc thực là thứ hai. Tư niệm thực là thứ ba. Thức thực là thứ tư. Bốn thức trú này các hiền giả khi duyên sắc thức khởi lên và an trú. Thức ấy lấy sắc làm cảnh, lấy sắc làm sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quản Này các hiền giả, khi duyên thọ, vân vân khi duyên tưởng, vân vân. Này các hiền giả, khi duyên hành, thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy hành làm cảnh, lấy hành làm sở y, lấy hành làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quản. Bốn bất hành xứ hạnh, gồm tham dục bất hành xứ hạnh, sân bất hành xứ hạnh, si bất hành xứ hạnh và bố úy bất hành xứ hạnh. Bốn ái sanh Này các hiền giả, do nhân y phục, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân đồ ăn khất thực, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân phòng xá, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân hữu và phi hữu, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Bốn hành gồm khổ hành trì chứng, khổ hành tốc chứng, lạc hành trì chứng, lạc hành tốc chứng. Lại bốn hành khác gồm bất kham nhẫn hành, kham nhẫn hành, điều phục hành và tịch tịnh hành bốn pháp túc gồm vô tham pháp túc vô sân pháp túc chánh niệm pháp túc chánh định pháp túc bốn pháp thọ này các hiền giả có pháp thọ hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ này các hiền giả có pháp thọ hiện tại khổ và tương lai quả báo lạc này các hiền giả có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo lạc. Bốn pháp uẩn gồm giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn và giải thoát uẩn. Bốn lực gồm tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Bốn thắng xứ gồm tuệ thắng xứ đế thắng xứ xã thắng xứ chỉ tức thắng xứ bốn nguyện ba trăm mười hai bốn cách trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi một cách dứt khoát trả lời câu hỏi bằng cách cật vấn trả lời câu hỏi bằng cách phân tích trả lời câu hỏi bằng cách giả lờ bỏ qua bốn nghiệp. Này các hiền giả, có hắc nghiệp, hắc báo. Này các hiền giả, có bạch nghiệp, bạch báo. Này các hiền giả, có hắc bạch nghiệp, hắc bạch báo. Này các hiền giả, có phi hắc phi bạch nghiệp, phi hắc phi bạch báo và đưa đến sự tận diệt các nghiệp. Bốn pháp cần phải chứng ngộ, gồm túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm, sanh tử của chúng sanh cần phải chứng ngộ bởi thiên nhãn, tám giải thoát cần phải chứng ngộ bởi thân, lậu tận cần phải chứng ngộ bởi tuệ. Bốn bộc lưu gồm dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Bốn ách gồm dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Bốn ly ách gồm ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. Bốn hệ phược gồm tham thân hệ, sân thân hệ, giới cấm thủ thân hệ, thử thực chấp thân hệ. Bốn thủ gồm dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã thuyết thủ. Bốn sanh gồm noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Bốn nhập thai, này các hiện giả, ở đây có loại không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ nhất. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ hai. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ ba. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ tư. Bốn phương cách được tự thể mới. Này các hiền giả, có tự thể mới được do ý chí của mình, không do ý chí của người khác. Này các hiền giả, có tự thể mới được do ý chí của người khác, không do ý chí của mình. Này các hiền giả, có tự thể mới được do ý chí của mình và ý chí của người khác. Này các hiền giả, có tự thể mới được không do ý chí của mình, không do ý chí của người khác. 313. Bốn sự cúng dường thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường, người cúng dường thanh tịnh, người nhận cúng dường không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường, người nhận cúng dường thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường, cả người cúng dường và người nhận cúng dường đều không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường, người cúng dường và người nhận cúng dường đều thanh tịnh. Bốn nhiếp pháp gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn phi thánh ngôn gồm vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ. Bốn thánh ngôn gồm ly vọng ngữ ly lưỡng thiệt ly ác khẩu ly ỷ ngữ bốn phi thánh ngôn khác gồm không thấy nói thấy không nghe nói nghe không nghĩ nói nghĩ không biết nói biết bốn thánh ngôn khác không thấy nói không thấy không nghe nói không nghe không nghĩ nói không nghĩ không biết nói không biết. Bốn phi thánh ngôn khác gồm thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói không biết. Bốn thánh ngôn khác gồm thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết. 314 bốn loại người này các hiền giả ở đây có người tự làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình này các hiền giả ở đây có loại người làm khổ người khác siêng năng làm khổ người khác này các hiền giả ở đây có loại người làm khổ mình siêng năng làm khổ mình làm khổ người siêng năng làm khổ người này các hiền giả ở đây có loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình, không làm khổ người, không siêng năng làm khổ người. Vị này không làm khổ mình, không làm khổ người. Ngay trong hiện tại sống ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc, thánh thiện. Lại bốn loại người khác, này các hiền giả, ở đây có loại người hành tự lợi, không hành lợi tha này các hiền giả ở đây có loại người hành lợi tha không hành tự lợi này các hiền giả ở đây có loại người không hành tự lợi và không hành lợi tha này các hiền giả ở đây có loại người hành tự lợi và hành lợi tha lại bốn loại người khác sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng lại bốn loại người khác bất động sa môn xích liên hoa sa môn bạch liên hoa sa môn diệu tịnh sa môn này các hiền giả Bốn pháp này được thấy tôn vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác chân chánh giảng dạy. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người.